Hello quý vị và các bạn. Tuấn Dương xin chúc quý vị và các bạn một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Bây giờ đang là 12 giờ trưa. 12 giờ trưa giờ Sài Gòn. Nay thì Tuấn Dương sẽ đi ăn trưa và bây giờ đang rong ruổi trên đường. Cũng chưa biết là nên ăn cái món gì thì cứ đi vòng vòng thôi, coi xem đâu có cái quán nào ngon ngon thì ngồi ghé ăn. Nay là thứ hai đầu tuần, đây có lẽ sẽ đi rồi đây. Ở đây là khu chợ chim xanh á. Khu bán chè. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ mua cam này. Để lựa lấy nước uống á. Cam nhiêu tiền ký ấy gì? Lấy cho con 20 à, để cân trái là màu xanh mà nó bóng á. Chào anh. Chào em. Ủa hôm nay không bán bánh canh nữa à? Em đang đi mua cam về bán nước. À thế à. Rồi để lên giùm con. Đúng. 20 ngàn phải không ạ? 18 ngàn. 18 ngàn. Cho thêm trái nữa cho thành 20 đấy. Đỡ phải thối tiền. Cam này ở đâu đấy gì? Cần Thơ, Vĩnh Lam, Tam Bình. À Tam Bình, Vĩnh Long. Rồi con cảm ơn gì. Đợt này bánh canh bán đắt không em? Dạ, cũng ok. Rồi chào em nhé. Dạ. Rồi, ok, anh đi đây. Ờ ok, anh chào em. Rồi, rồi mua cam để uống nước. Đây khu này khu chợ. Chợ chim xanh. Khu đến chợ này rất là thấp rồi. Rồi sẽ đi coi kiếm quán nào để đi ăn cơm à. Giờ trong hẻm nhiều người bắt đầu họ dọn hàng về á. Không có bán buổi trưa. À xin lỗi. Đúng rồi, họ không có bán buổi trưa nữa mà họ nghỉ. Đây chúng ta sẽ đi vô đây. Hẻm đây là 41/16 đội cung. Ồ, các nữ sinh đi học về đó. Trong cái con hẻm nhỏ Sài Gòn này các bạn.
phải bộ đi bán vé số. Đây sang hẻm 19 rồi. Hẻm người nhà anh Hiền đây rồi. Đó. Đó, vừa đi qua nhà anh Hiền đó. Chị Ba. Mèo, có nhiều nhà nuôi mèo. Đây, 467 Lê Đại Hành. Wow. Hẻm này nhỏ quá. Trời ơi, hẻm quá nhỏ luôn. Đây sẽ đi ra đường Lê Đại Hành mà. Wow. Và đến đây là vòng xoay Âu Cơ cắt với lại Lê Đại Hành cả nhà. Bạn một cái 15k. Bác này bác ấy đi mua máy lạnh. Đây chúng ta sẽ đi vào cái hẻm, cái quán ốc hai lùn đó. Quán ốc hai lùn này thì có từ rất là lâu đời. Ở đây họ bán đồ rẻ và ngon. Quán ốc hai lùn 433 xuyệt 28 Lê Đại Hành. Wow, nhìn các cái hẻm này các bạn sẽ thấy kinh hồn luôn. .467/31 Lê Đại Hành. Wow. Nhìn nhiều cái hẻm này. Lần đầu tiên mình vô, người đàn ông dắt chó đi chơi. .467. Trời Sài Gòn có lẽ hôm nay thì sẽ mưa rồi các bạn. Đây là hẻm 467 Lê Đại Hành, quận 11.
Rồi chúng ta lại đi ra hẻm 19 nữa. Cháu của dì ba, chị ba à? Ôi trời, đổ. Đây, bây giờ sẽ quay đi cái hẻm khác à. Chúng ta sẽ đi ra đường Bình Thới để kiếm món gì đó để ăn đấy. Rồi có lẽ Tuấn Dương sẽ ghé để ăn món tôi chưa biết món gì. Thôi đi đã nhé. Đây đang là đường Bình Thới rồi thưa quý vị các bạn. Loanh quanh một vòng thì cũng ra tới đường lớn. Sài Gòn có lẽ là chuẩn bị trời sẽ đổ mưa. Phòng 30k. Đây không biết cái tiệm bánh canh kia đã. Chưa nhìn thấy tiệm bánh canh á. Amica Robinson. Đây, bây giờ sẽ đi vô cái hẻm
này nhé. Mình sẽ đi vô cái hẻm này. Đây là hẻm 186. Hẻm 186 Bình Thới. Bạn học sinh này chuẩn bị đi học. Để dừng nghe điện thoại chút xíu cả nhà. Alo. Alo. Em nghe. Dạ. Vâng, rồi. Rồi, ok, vâng. Rồi thôi nhá, em cảm ơn nhá, em chào chị nhá. Dạ, dạ. Rồi, giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi ạ. Tuấn Dương vừa có cuộc điện thoại. Ở trong cái con hẻm này thấy rất là mát mẻ. Ồ, bác này bác đi bán vé số đấy. Đó, gõ từng nhà bán vé số đó. Đây, các cháu học sinh rồi đi học. Chùa Giác Hoa, đây gần cái chùa Giác Hoa. Đó, cô đang quét rác, uốn tóc hương. Đây, đây là cái trường mầm non phường 14 đó các bạn. Rồi bây giờ video clip của Tuấn Dương xin phép sẽ end tại đây nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đừng quên bấm nút like cho video. Đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay để không bỏ lỡ những video clip mới nhất của Tuấn Dương, cập nhật về những các cái hình ảnh về cuộc sống ở Sài Gòn.